nhìn thấy cháu ở chỗ mấy cái chỗ xe máy ấy. Mấy xe đỏ đỏ ấy. Nấu hết bao nhiêu chưa? Cảm ơn nhá. Đúng rồi. Đúng rồi. Đi nhá. Ok các anh em, thì chuyện là cách đây khoảng 2 tuần thì mình có gửi người vợ 2 Exciter 150 của Navu đến quán của một ông bạn để nhờ dọn rửa cũng như là bảo dưỡng tổng thể lại. Thì hôm nay chính là ngày mà Navu đến nhận lại người vợ 2 Exciter 150 của mình. Đây, Exciter 150 của Navu đây. Anh em xem. Có một vài sự thay đổi nhỏ trên chiếc xe này. Rồi, có thể chắc là tôi bọc cái mới luôn được. Ừ, bọc cái mới luôn. Hãng làm cái mới bởi sao dùng xăng tẩy rồi nó không đi. Rồi. Okay. Được chưa nhá? Có gì lại qua? Ở đây chơi. Được. Máy móc thì cứ tự tin đi. Rồi. Kiểm tra hết rồi. Chào tất cả các anh em, tôi là Navu đây. Lâu lắm rồi mới được trở lại cái cảm giác mà là ngày xưa ấy. Cảm giác mà những ngày đầu mà mình mới bắt đầu làm vlog trên chiếc Exciter 150 của mình. Mặc dù giờ đã chơi một vài con xe to rồi, thế nhưng mà không hiểu sao mà khi mà ngồi vào những con Exciter 150 như này mà mình vẫn cảm thấy rất là cảm xúc. Hai tuần vừa rồi thì mình có gửi xe đi bảo dưỡng và dọn lại cho nó một vài món đồ. Cụ thể là mình dọn những cái gì thì chút nữa mình về nhà mình sẽ chia sẻ kỹ hơn với anh em nhé. Sợ. Ôi trời ơi. Ga tốt chưa? Anh em thấy ga tốt chưa? Hà Nội sắp đến mùa đông rồi đấy, sắp anh em nên sắm gấu dần như là vừa để còn được như thế đấy, để còn được như thế. Navu thì có vợ rồi. Ui trời ôi và mẹ một con này. Ôi trời ơi hôm nay bổ mắt thế nhở, chết thật đấy, gái một con trông mòn con mắt anh em ạ, cái này mình khẳng định luôn. Anh em có thích Navu trở lại với những series dạo phố với trên Exciter xong. Úi dồi ôi, đang nói thì tự dưng gặp mẹ cặp chân giò trắng. Đây cho anh em mẹ đã mắt luôn, hôm nay bổ mắt luôn. Thấy chưa? Trắng thật, chất lượng thật. Trắng thật nhưng mà rẽ rồi. Đấy, anh em thấy có một cái công thức chung là cứ DSH là auto đằng sau có chân dài hoặc ít nhất là có một cô bé rất là dễ thương. Đấy. Thế nên là anh em nào mà muốn mùa đông này có gấu thì đấy, anh em hiểu ý tôi chứ. Thực tế là mình thấy là trong độ Exciter 150 của Navu ấy thì anh em tỷ lệ có bồ thấp lắm. Không hiểu sao luôn. Nói vậy thôi chứ các anh em mà chạy Exciter hay là các dòng xe Tayco nói chung thì cũng đừng tủi thân. Bởi vì có thể các anh em khó có bồ hơn, thế nhưng mà một khi đã có ấy, thì sẽ rất là chất lượng. Bởi vì cái người mà dám yêu một chàng trai chạy xe Tayco ấy phải là một người gọi là rất là cảm thông cho cái đam mê của anh ấy. Đấy, nhắc đến SH lại có rồi. Lại có bồ rồi. Chị này cũng chân dài luôn. Đấy. Trông có vẻ tóc highlight nâu này, trông có vẻ đáng yêu phết. Đấy. Được phết đấy chứ đùa đâu.
Ok các anh em, đây chính là chiếc Exciter 150 rất là tâm huyết của Navu. Vào khoảng 2 năm trước thì mình có thực hiện một bản độ cho chiếc Exciter này. Đó là bản độ dàn chân bánh lớn. Tức là sao? Tức là toàn bộ phần dàn chân là mình thay đổi hết. Đấy, ở phần dàn chân trước, thì mình có đi hai đĩa này. Đi đĩa to nhá, đĩa bản to ấy, rồi đi hai heo. Mình độ cả dây dầu, độ cả heo dầu, heo 4 piston hai bên luôn. Đấy, rồi phần dàn chân sau, là mình độ một cái gắp gọi là gắp TFX. Gắp TFX là gắp này này. Đây, mình vừa tháo ra mình để đây, gắp TFX này. Rồi thì lốp lớn, lốp sau là lốp 150, đi cả heo dầu sau luôn. Cái việc mà độ gấp thì nó khiến xe đẩy cao lên và nó cũng dẫn tới là mình phải độ lại cả phần đường cổ của bô. Đây, đường cổ của bô này. Rồi thì phần gác chân này, gãy số này. Rồi thì gác chân sau nữa, phải độ lại hết. Và mình chơi cái bản độ đó trong khoảng thời gian khoảng 2 năm. Tính đến nay là gần 2 năm rồi. Hiện tại bây giờ mình đã về zin. Về zin dàn chân. Cũng không hẳn là về zin 100%. Cơ bản là nó về cái dáng xe zin ấy. Đây anh em thấy là đã về phần gắp zin nhá. Về gắp zin này, bô thì mình vẫn để bô bô độ. Để về heo dầu sau zin này, gác chân zin này, rồi gác trước cũng zin, chân phanh cũng zin, ở bên kia là gãy số thì tương ứng nó cũng zin theo. Phần trước thì mình đi đĩa vẫn là đĩa zin này, rồi là heo zin, dây dầu zin luôn. Gần như là Navu về zin toàn bộ phần dàn chân. Đấy, cả phần pad biển số đuôi sau mình cũng để zin luôn nhá. Đấy. Trước là Navu đút ở gầm thế này này. Đấy, bây giờ thì mình về đuôi zin của nó rồi, dè chắn bùn zin này. Rồi thậm chí cả cái xi nhan cũng zin luôn. Đấy, cái xi nhan sau cũng zin luôn. Bởi vì sao? Bởi vì cái đuôi này này nó nếu mà để cái xi nhan cúc áo như cũ ấy thì nó cảm giác nó hơi cụt. Nếu mà để cái xi nhan nó thò ra một chút này thì đẹp hơn này. Rồi thì cái yên xe mình cũng lại yên zin luôn. Trước này thì mình dùng độ yên 2 tầng. Vậy thì nó còn những cái đồ chơi gì? Đấy, thứ nhất là anh em nhìn rõ nhất chính là phần cây bô. Cây bô này là cây có tên là Akrapovic. Lon này dài 47cm. Thế nên là người ta thường gọi là AK47cm. Mình nói thẳng luôn thì đây là cây bô fake. Còn gọi là bô rep thì đấy thì chỉ là cách gọi lịch sự thôi. Bản chất nó là một cây bô fake. Đấy, tuy nhiên thì quan điểm của mình trên những cái dòng xe 150cc ấy, thì có độ bô rear đi chăng nữa thì nó cũng không thể gọi là thổi ra được cái âm thanh nó hay được. Cái lực máy của 150 nó rất là yếu, nó không thể gọi là tạo ra cái âm thanh nó hay như những dòng 4 máy. Thế nên là chơi những cái bô fake cũng được, gọi là cho nó kinh tế. Và thứ hai là cái dáng nó cũng khá là ok. Mặc dù là bô fake thế nhưng mà cái mẫu mã của nó cũng không đến nỗi tệ. Chỉ là âm thanh nó không được hay thôi. Và cái lý do mà mình để lại cái cây bô dài này trên xe ấy, là bởi vì cái âm thanh của nó ấy, nó ngang như zin. Đấy, mình không muốn về bô zin nhé. Bởi vì mình vẫn muốn xe có một cái nét gì đấy nó đặc trưng hơn một chút. Bô zin thì mình vẫn có. Đây, bô zin mình vẫn để ở nhà nha anh em nhé. Mình vẫn có bô zin. Đây là bô zin của Exciter, nhưng mình vẫn để ở nhà nhưng mình không lắp. Đấy, mình vẫn để bô độ cho Exciter để cho nó một cái nét gì đấy riêng. Trước đây thì mình có lắp cho Exciter một cái lon cổ ngắn đi với bầu hơi ô tô. Đây, mình vẫn còn cái cổ đây. Vẫn còn cái cổ bầu hơi ô tô đây. Tuy nhiên thì cái lon bô đấy thì mình đã bán rồi. Có một bạn hỏi mua ngay sau khi mình tháo ra. Rất là nhanh. Mình đã bán mất rồi. Và Navu về cái cây bô này. Và chia sẻ với anh em thì đây là cây bô độ đầu tiên trong đời Navu chơi. Anh em nào mà xem Navu từ lâu ấy, từ những cái ngày đầu mà mình mới chơi xe và mới độ xe ấy, thì đây là cây bô mình mua đầu tiên và mình vẫn giữ đến bây giờ. Bây giờ mình cũng có con rồi ấy, cũng kiểu cũng có tuổi rồi, không hợp để chơi những cái bô mà nó nổ quá ở Mỹ. Còn bốn máy thì không sao nhá anh em nhá. Anh em lại nghĩ là mình nói nó câu trước câu sau đá nhau. Với con R6 thì mình vẫn để bô SC, là bởi vì cái lực của bốn máy thổi ra SC nó rất là trầm nên nó không quá là bị rát đâu. Anh em nào mà đã xem cái clip mình test bô trên R6 thì anh em sẽ hiểu, nó không bị quá rát. SC khi mà kết hợp với xe một máy thì thổi nó mới rát. Anh em phải hiểu như vậy. Đấy, thế nên là mình mới chọn cái bô dài này. Thực ra thì nó cũng không quá là thô, nhìn cũng rất là ok. Khi mà mình về zin cái gắp cho xe thì mình cũng buộc phải chế lại phần cổ luôn. Bởi vì gắp nó cao ấy thì khiến cho đường cổ nó cũng bị vuốt lên. Nên là mình đã phải chế lại cái đường cổ này. Đây,
đây là có hàn cái kiểu vân con sâu. Rồi, đó là phần bô. Ngay đây thì anh em thấy là mình vẫn giữ cái phần lốc đồ trong suốt, thì mình thấy cái này nó cũng rất là đẹp và nó cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng của xe cả. Dầu nhớt nó không bị rò gì. Mình đã dùng cái lốc nồi này phải gần 4 năm rồi, nó cũng không có bất cứ một cái hiện tượng gì gây ra cái việc thiếu hụt nhớt cho xe. Đấy, dùng rất ok nên mình quyết định vẫn giữ lại cái này. Rồi, chúng ta sẽ sang phần dàn chân trước. Phần chân trước thì mình vẫn giữ cái cặp phuộc upside down. Đúng. Bởi vì mình cũng mặc dù là cái chất lượng nhún của nó không tốt bằng phuộc winner đâu. Mình đã từng có một vlog chia sẻ rồi. Anh em nào mà muốn vận hành êm ái, êm nhất có thể ấy, thì anh em nên độ cái cặp phuộc winner. Và hiện nay mới nhất là có phuộc winner X, cái phuộc vàng ấy, cũng rất là ok. Đấy, tuy nhiên thì mình vẫn thích cái dáng của upside down hơn. Nên là mình vẫn giữ cái cây phuộc này. Cái cây phuộc này thì mình đã gia cố lại phần trục cốt chảng 3, là trục cốt đặc. Đấy, mình cũng đã từng có một vlog chia sẻ về cái quá trình gia cố này rồi. Anh em có thể search lại cái vlog cũ của mình. Trong quá trình mình độ X-size ấy, mình đều có ghi hình hết. Rồi phần cặp mâm, nó vẫn là cặp mâm đồ chơi nhá. Đấy, mình vẫn giữ nguyên cái cặp mâm này. Cặp mâm này là đến từ thương hiệu X1R. Đấy, nó có cái dáng của mâm OZ mà anh em phân khối lớn hay độ ấy. Đấy, thế nên là người ta thường gọi đây là mâm X1R OZ. Bởi vì nó có cái dáng xoáy này. Đấy, và mình đã sơn lại màu đỏ. Đây là màu đỏ tươi, đỏ máu. Và sắp tới thì mình sẽ có một cái bộ tem để đồng bộ với cặp mâm này. Anh em hãy chờ đón nhé. Rồi, tiếp về phần đồ chơi thì mình vẫn giữ đèn trợ sáng cho nó. Đèn trợ sáng đằng trước này, đèn trợ sáng ở phần chống đổ này. Thì đây là những đèn trợ sáng để mình có thể chạy tour. Rồi, tiếp tục phần dàn đầu. Dàn đầu thì có thể là gần như là mình giữ nguyên đấy. Mình sẽ thể thay đổi một chút thôi. Những cái phần màu này thì sắp tới là mình sẽ tháo ra. Hiện tại là mình đang không có cái lục, cái lục của mình đã bị toét ấy, thế nên mình không bỏ được cái ốc này ra. Thì sắp tới mình sẽ tháo cái màu này ra này, để nguyên cái đầu zin thôi. Còn đâu thì phần dàn đầu của mình thì có lẽ là mình sẽ giữ nguyên. Đây là cái phần đèn pha 2 tầng Z-Pass đấy, của Z-Pass thương hiệu Việt Nam. Cái dạng màu khói. Rồi thì cái phần đồng hồ và cùng công tắc. Cùng công tắc của mình là tay côn này. Rồi phần tay phanh này, tay phanh Brembo RZ, đây là hàng chính hãng, này đồ xịn, thế nên là mình cũng không phải về gì làm gì cả, bởi vì cái này nó cũng bóp rất là mềm, rất là sướng. Đây, anh em có thể nhìn, đấy, bóp rất là sướng luôn. Rồi thì phần cùm tăng tốc Domino này, cùm tăng tốc Domino thì mình sẽ cũng sẽ vẫn để nguyên. Rồi cùm công tắc này. Rồi thì hầu như là phần dàn đầu là mình để nguyên hết, có về zin toàn bộ phần dàn chân thôi. Thế nên là nhìn một cách tổng thể từ xa ấy, thì cũng có thể nói là xe mình có thể coi là về zin. Chỉ là giữ lại một số những cái món đồ chơi nó tiểu tiết và nó cũng không nhìn rõ đấy, nó bị kiểu khuất đi ấy. Nhưng mà nhìn xa thì đúng cái dáng của mình là dáng xe zin rồi đấy, thế nên là cũng thể coi đợt này là mình về zin. À quên, còn một phần nữa mình vẫn giữ nó là đồ chơi. Đây chính là phần phuộc sau. Phuộc sau thì có bình dầu rời nhá. Đấy, phần này hơi tối một chút, anh em nhìn này, vẫn là có bình dầu rời. Phuộc này của X1R. Rồi thì cả phần xích này nữa. Xích này là xích DID. DID nhá. Và mình đã thay một bộ nhông đĩa khác. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình về sai lốp. À đúng rồi, quên đấy, nói đến nhông xích thì mình mới nhớ ra là cả phần lốp. Về cái cặp lốp thì cũng không hẳn là mình về zin, mà mình đổi sang một cái size lốp bé hơn trước. Đấy, size lốp hiện tại của mình là lốp sau là 130, lốp trước là 80. Tức là cái size lốp ngày xưa mà mình chơi ấy, đấy, nó chỉ to hơn size zin một chút thôi, chỉ là một size thôi. Đấy, với Exciter cái đời 2015 của Navu ấy, thì là zin của nó là 120 lốp sau và lốp trước là 70. Ok, đó là tất cả những gì về đồ chơi xe của Navu, đồ chơi bên ngoài. Đấy, còn đâu thì máy móc của mình vẫn là máy zin, vẫn là cục máy zin anh em nhé. Vậy nên là những một số món đồ chơi cũ có lẽ mình sẽ không dùng đến nữa. Đấy, ví dụ như là gẩy số này, heo dầu, pad heo này, hay là cái bộ gắp Tevic được chế sẵn cho Exciter 50 này. Đấy, mình chắc là không dùng nữa. Nên là anh em nào mà có nhu cầu sử dụng, có nhu cầu muốn dựng một cái bản độ dàn chân phân khối lớn thì có thể liên hệ với Navu nhé. Mình đang thanh lý cái bộ này. Anh em nào cần thì mình sẽ pass lại cho. Đây là bộ gấp mà mình cũng tốn khá nhiều thời gian để mình chế cho Exciter. Có thể nói là khoảng 3 tuần
gần 3 tuần. Và một cái điểm để anh em lưu ý nhé, không chỉ là gắp TFX đâu mà bất cứ gắp của một chiếc mô tô phân khối lớn nào mà độ xa ấy, anh em thì đều phải độ đồng bộ từ mâm này, rồi thì đĩa này, rồi thì phần cổ bô này, gác chân này, rồi thì chân phanh, chân côn, anh em đều phải làm lại hết cho nó đồng bộ. Nên là anh em hãy lưu ý trong quá trình độ gắp. Và cái việc về zin nó cũng sẽ mệt hơn. Như Navu là cũng phải mất đến 2 tuần mới dọn được lại về zin, gần như về zin như thế này. Có thể coi đây là một bản độ về zin rồi. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những vlog lần sau của Navu. Xin chào. Xin chào anh em nhé.